Bài viết có tựa đề Báo Nhà Nước kiểm duyệt ba ngón tay của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đăng trên trang RFA. Một người đẹp của Việt Nam lần đầu tiên đăng quang một cuộc thi sắc đẹp danh giá của thế giới. Tuy nhiên, hình ảnh của cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên giơ ba ngón tay khép lại, biểu tượng của người biểu tình Thái Lan đòi tự do dân chủ trên sân khấu, đã bị các tờ báo nhà nước kiểm duyệt, không được xuất hiện hoặc đã bị gỡ bỏ không lâu sau khi đăng tải. Báo Thanh Niên có bài viết Ứng xử thi hùng biện của Hoa hậu Thùy Tiên truyền cảm hứng cho người trẻ. Tuy nhiên, vài tiếng sau khi đăng bài, người dùng không thể truy cập và chuyển đến trang chính. Bài viết đăng tấm ảnh chụp màn hình khoảnh khắc thần thái của Thùy Tiên trên sân khấu của Miss Grand International 2021 với một tay chống nạnh và tay còn lại đưa cao cùng biểu tượng ba ngón tay khép lại. Tờ báo là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có đoạn viết Theo dõi đêm chung kết và xúc động với thông điệp mà Thùy Tiên truyền tải, Phạm Ngọc Hương Quỳnh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, viết trên trang Facebook cá nhân. Ba ngón tay là biểu tượng phản đối đảo chính ở Thái. Ba ngón tay đồng thời cũng đại diện cho tự do, bình đẳng, bác ái đối với người Thái. Ba ngón tay cùng câu nói, hãy cùng nhau mang hòa bình và sự tốt đẹp đến cho thế giới này. Bằng tiếng Thái, không còn gì xuất sắc hơn nữa. Tự hào quá, Việt Nam ơi! Chuyên trang pháp luật và bạn đọc của báo điện tử Sức khỏe đời sống ngày 4 tháng 12 có bài viết với nhan đề Ba ngón tay và phần thi ứng xử đẳng cấp khiến sao Việt nổi da gà của Thùy Tiên hiện vẫn truy cập được trên trang báo mới. Tuy nhiên, khi bấm vào đường dẫn để vào trang chính của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thì bài viết đã đổi tiêu đề thành Phần thi ứng xử đẳng cấp khiến sao Việt nổi da gà của Thùy Tiên và hình ảnh cô đưa ba ngón tay đã biến mất trên tờ báo này. Tương tự, các tờ báo khác cũng đưa lại đoạn video Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói tiếng Anh trong phần thi hùng biện và dịch sang tiếng Việt. Mặc dù vậy, sau đoạn Thùy Tiên chuyển sang nói tiếng Thái là đoạn phim kết thúc. Duy có mạng báo Tuổi Trẻ trong bài viết Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 của tác giả Hoài Phương là đăng đầy đủ video nhưng không giải thích gì thêm về biểu tượng này. Như chúng tôi đã thông tin, cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 23 tuổi, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới Miss Grand International 2021 vào tối ngày 4 tháng 12 của Thái Lan sau khi có bài phát biểu truyền cảm hứng giơ ba ngón tay biểu tượng của người biểu tình đòi dân chủ ở xứ Chùa Vàng. Hình ảnh ba ngón tay khép lại là biểu tượng chim húng nhại trong phim The Hunger Games và được người biểu tình đòi dân chủ ở cả Thái Lan và Myanmar sử dụng trong các cuộc xuống đường trong năm 2021. Cử chỉ này lần đầu tiên xuất hiện ở Thái Lan chỉ vài ngày sau một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5 năm 2014 gây ra sự phẫn nộ trong cử tri trên khắp vương quốc, sau đó nó bị cấm. Đến năm 2021, người biểu tình ở Thái Lan, Myanmar và cả Hồng Kông đều sử dụng như một biểu tượng chống độc tài. Một số người giải thích cử chỉ này biểu thị cho tự do, bình đẳng và đoàn kết. Giải thích với tờ Matichong của Thái Lan
Sau khi đăng quang về biểu tượng mà cô đưa ra ở cuộc thi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói: "Tôi đã biết về tình hình ở Thái Lan cách đây vài tháng, về những người đấu tranh và biểu tình ở Thái Lan. Vì vậy, tôi chỉ muốn giơ ba ngón tay với ý nghĩa của câu tiếng Thái: hãy biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người." Tôi nghĩ những gì đã xảy ra ở Thái Lan cách đây vài tháng và bây giờ hơi muộn để nói về nó. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ đến nhiều người hơn nữa hãy giúp nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đàn bà bước trong sa mạc, nương theo những dấu chân bội bạc. Có dấu chân của đứa con bà đưa về phía mặt trời cháy ra. Ôi nắng hòa bình hay nắng xót xa, người đàn bà khóc trong sa mạc, nơi nhân ái đức tin mở lạt. Nước mắt rơi nhỏ xuống cát thành, lệ huyết nóng gợi lòng sáng danh những con người sống nơi địa ngục trần. Người đàn bà hát trong sa mạc như âm bao sớm mai loạn lạc, tiếng hát như là tiếng vong buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc, tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa, nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Đàn bà hát trong sa mạc như âm báo sớm mai loạn lạc, tiếng hát như là tiếng vong buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc, tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa, nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa, nơi người sẽ tới